là đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ vốn có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo những sinh viên thực hành lành nghề. Từ năm 2010, trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ đã phấn đấu đạt chỉ tiêu đào tạo 10.000 sinh viên vào năm 2015 theo hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề và trình độ đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội, gắn hoạt động đào tạo với sản xuất, nghiên cứu khoa học, các hoạt động kinh tế, xã hội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên, đảm bảo số lượng và chất lượng, chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tích cực của học sinh, sinh viên, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phương pháp thực tiễn trong giảng dạy học tập. Có thể nhận thấy trong thời gian qua, trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ đã tập trung đào tạo một số ngành nghề được xã hội quan tâm như quản trị mạng, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, điện lạnh, công nghệ ô tô, công nghệ hàn, cắt gọt kim loại, kế toán doanh nghiệp, công tác xã hội, quản trị doanh nghiệp, thiết kế thời trang, đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường tiếp cận ngay với các nhóm công việc có thu nhập khá và ổn định. Với định hướng mỗi sinh viên sau khi ra trường sẽ nắm vững một nghề, tiếp cận với tiêu chuẩn nghề ASEAN và thế giới, đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và cũng như là khu vực. Do vậy, trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ tập trung đầu tư khu vực xưởng thực hành một cách quy mô với các trang thiết bị hiện đại như hầm sơn, sấy ô tô, máy nắn khung, vỏ, máy bả matit, máy hàn công nghiệp, hệ thống máy CNC thế hệ mới. Nhiều sinh viên đạt giải nhất tại hội thi tay nghề thành phố và quốc gia. Có một sinh viên đạt giải tại hội thi tay nghề ASEAN được tham gia hội thi tay nghề thế giới năm 2011 tại Vương quốc Anh. Em tên là Cao Hữu Sơn, là sinh viên của khoa cơ khí động lực khóa 2 của trường cao đẳng nghề công nghệ. Em thấy rằng môi trường học tập ở đây rất là tốt vì em thấy trang thiết bị để học ở đây khá là hiện đại và thực tế, và được chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo khi mà lên lớp thì đã hướng dẫn tận tình cho bọn em về lý thuyết và chúng em được thực hành. Những giờ giảng lý thuyết và thực hành được xen kẽ với nhau làm cho chúng em cảm giác rất là hứng thú để học tập và rèn luyện. Nằm cách trung tâm Hà Nội tầm 30 phút đi xe buýt, với hệ thống giao thông thuận tiện, là một môi trường học tập thân thiện, trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ sẽ là một lựa chọn phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích kiến thức kỹ thuật, thực hành công nghệ. Nhà trường bố trí chỗ ở nội trú miễn phí cho học sinh với công trình khép kín, hiện đại. Thông tin để liên hệ trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ, địa chỉ tổ 59 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Website https://edu.vn.